Mình vừa đi chợ về. Mình hôm nay lại làm ẩm thực mọi người ạ. Nắng lắm mọi người ạ. Nhà mình chốt nhiều và đi lại khó khăn. Hôm nay mình giới thiệu các món ăn nhé. Đây là món lạc lè, quả lạc lè mọi người ai cũng biết. Đấy. Luộc lên về ăn mạch trong mùi vừng. Đấy, rất lạnh luôn mọi người thấy chưa? Món thứ hai là xôi. Vợ mình thổi từ sáng. Đấy. Xôi ngon không? Món thứ ba là món bánh tè. Đấy, ở miền Nam gọi là bánh tép, mình ở ngoài là gọi là bánh tè. Đấy, ngon không mọi người? Ăn nhất lách luôn. Tè, ngon không mọi người? Món thứ ba là cái này mua trong siêu thị mọi người ạ. Cơm cuốn láo rong biển. Đấy, món ăn mình ăn là kèm theo chai nước uống giải nhiệt. Mình sẽ ăn món đầu tiên là món ăn lạc lè mọi người ạ, chấm muối vừng, món yêu thích của mình. Ngon ngon mọi người ạ, ngon lắm mọi người ăn thôi. Mọi người tránh dịch như nào mọi người? Thấy ở trong phố mình nhiều dịch quá. Sợ. Đắt luôn. Mình thử xôi mọi người nhé, xôi vợ mình cắp từ sáng, mình ăn thử đợi mùi vương mà ăn thử xem xôi ăn mùi vương thấy ngon mọi người ạ. Ngon không mọi người? Ngon, mùi vương ngon, vương ngon. Người ta chợ chả có gì mọi người ạ. Mọi người nhiều nhà dịch này người ta tích nhiều, đi chợ nhiều tích nhiều mà lỗ ấy. Mọi người nhìn thấy xôi ngon không á, có mắm tép ở trong trong ngon, vợ mình làm buổi sáng. Ngon ngon ở chợ người ta bày cấm hộp chợ mọi người, mua đi cũng khó, vào siêu thị đông xếp hàng dài ai cũng mua chữ mang về chữ lưu trữ sao nhiều đông. Mua mỗi cái cơm nắm rong biển đó thôi mà xếp hàng lâu tính tiền lâu phết mọi người. Mình cũng thích ăn món này, mình thử món này mọi người nhá, bánh tè nhà vợ nhà mình cũng làm được, đi xay gạo ra mọi người xong rồi ấy làm nên. Bánh tè này mình có thể chơi hăn ba cái liên tục được mọi người. Ngọt nước nắng. Ở chỗ bọn mọi người dịch như nào? Ổn không? Chúng mình thì vừa rồi à, nhiều cách ly quá. Gần chỗ như mình làm tất cả chỗ bãi sau sau nhà mình anh em đều cách ly hết, không cho ra ngoài. Thế mà mấy bà vẫn mấy ông mấy bà vẫn chạy ra ngoài được. Thế mà tài răng các dây hết vẫn chạy ra ngoài được, sợ thật. Không sợ tiếng súng lao ấy. Mình ăn này. Ngon. Ngon lắm. Đấy, để mua vương.
Mình đi ăn quả lạc về này mọi người. Chấm muối vương ngon. Mình ăn nếu mà đi em cho anh ăn, mình ăn một đĩa luôn chấm muối vương khỏi ăn cơm no luôn. Vừa ăn thích thì ăn ngon quả này. Bây giờ mình thử lâu lắm rồi mình không thử món này nhá. Cơm của Nhật Bản, của Hàn Quốc này, cơm nấm rong biển, ăn thử nó lõm không ăn này mọi người. Vẫn còn mùi vị thì ngon được. Ẩm thực Hàn Quốc hay là Nhật Bản là đều đỉnh nhất đấy. Ngon. Bảo tôi đông quá mọi người. Nhanh nhanh chóng về về. Xếp hàng dài. Người ta mà cho mình chụp like cho mọi người xem. Chứ không được phép chụp. Đông, phải nhanh về. Ngược hoặc là lè. Ăn bánh làm cực. Cứ đợi lâu quá. Đấy. Mình ăn hết một miếng rồi. Một cái rồi ấy. Ngon. Và món những đơn giản mọi người dễ làm mọi người ạ. Lạc lè mua về rửa sạch luộc. Muối vương thì mua lạc về mình rang lên mình giã ra xong mình làm muối vương. Rồi thì mua gạo lếp. Đấy, mua gạo lếp về thổi lên. Bánh tẻ cũng vậy. Các bác nào cũng biết làm bánh tẻ đúng không? À, bánh tẻ ngon. Toàn món dễ làm mọi người ạ. Ăn. Để ăn. Chứ cứ thịt mãi cũng chán. Ăn rau nhiều cho xanh ruột. Nước này mua xong và siêu thị nhưng mà nó là của hãng sữa chua thương hiệu lắm. Mình mua một thùng sữa là tặng cho mình một chai này đấy, chút Miu này mọi người nhìn này đấy, sẽ uống thử xem ngon không nhé. À, vị trà xanh ngon tuyệt. Mình ăn miếng xôi nữa nha mọi người. Xôi ngon đấy, đỉnh nhất là mỗi xôi mình mới vương. Dịch này thì ở nhà tự nấu ăn, chả bây giờ ra ngoài hàng không kìa. Không biết ở ngoài, ở chỗ bạn các bạn đi nha. Nhờ ở chỗ mình á, đâu có cái đi đường nha, không có giấy thông hành là phạt. May mà cơ quan mình cấp cho mình, không thì là phạt mất 2 triệu, 3 triệu. Đấy. Bây giờ dịch nhiều mọi người đi đường cẩn thận. Bây giờ mọi người nhìn tóc mình này. Đấy. Đi từ hôm qua đến sáng nay. Đi từ hôm qua tìm hôm qua đi làm về tìm hôm qua để chỗ hàng cắt tóc. Tóc vẫn không có chỗ hàng nào cửa hàng nào cắt tóc. Mai đi ra ngoài đường xem một chỗ nào không có chỗ cửa hàng nào cắt tóc. Đúng rồi. Tóc mình bắt đầu dài. Khó chịu mọi người. Mình ăn thử mình lại tiếp nha. Bánh tép, bánh tép. Ở miền Bắc gọi bánh tép, miền Nam gọi bánh tép. Dễ ăn ngon, dễ làm. Ngoài này nó kinh lắm mọi người. Nếu mà hôm qua nhiều người đi ra đường đông hết, như là kiểu như là chưa chuyện gì xảy ra mọi người. Đông. Đúng mọi người, kiểu như là Tết ngày ngày bình thường mọi người, đông nghịt đi ra lại,
Kiểu này chắc ở trong thành phố Hồ Chí Minh là lại cách ly thêm một tháng nữa mọi người ạ. Từ 15 tháng 8 tận 19 tháng 9 mọi người. Sợ quá cái này. Dịch bệnh chạy đâu rồi? Đi về nhà một thứ về nhà ăn uống đi làm tôi ra đi làm về tôi thẳng luôn. Hôm qua hôm kia đi ngoài đường đi làm cũng có chốt nó hỏi may mà có giấy cơ quan không thì lại phạt 2 triệu. Mọi người chắc bị phạt nhiều không? Thôi mọi người cứ đi mua đồ ở nhà thôi, tốt nhất đừng có ra ngoài đường làm gì cho mệt. Nói thật đấy, bây giờ nguy hiểm lắm, toàn F0 mấy mấy ở thành phố Hồ Chí Minh vừa có bị ông F0 trốn cách ly ra đấy, sợ lắm, mình muốn bây giờ loạn rồi. Bây giờ mày thôi mình kết thúc video ở đây nhá. Nếu mọi người thấy hay hãy chia sẻ và like cho mình nhé. Nếu muốn mọi người thích thế thì comment ở dưới cho mình sẽ thực hiện yêu cầu mọi người. Dịch bệnh này mọi người đi ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang vào nhá, không là rắc việc lắm ạ. Rồi, chào mọi người, bye bye.